Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đi Đi Khám Phá. Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhất hành tinh, với xấp xỉ 10% sinh vật trên thế giới sinh sống. Tuy nhiên, vì một vài lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, đã đẩy một số loài động vật ở nước ta đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Hôm nay các bạn hãy cùng Đi Đi Khám Phá tìm hiểu về những loài động vật có tên trong danh mục sách đỏ động vật Việt Nam nhé. Sách đỏ động vật Việt Nam, kỳ 3, hổ Đông Dương. Hổ Đông Dương, hay còn gọi là hổ Cobit, là một phân loài hổ sống chủ yếu ở bán đảo Đông Dương. Chúng được tìm thấy tại Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Tây Nam Trung Quốc và Việt Nam. Tên gọi hổ Cobit của chúng có nguồn gốc từ danh pháp khoa học Panthera tigris cobeti. Tên gọi này được đặt để ghi công nhà bảo tồn nổi tiếng Jim Cobit. Hổ Đông Dương được đưa vào sách đỏ Việt Nam nhóm IB Nghị định 32/2006 NDCP. Nhiều hội nghị khoa học quốc tế và trong nước đã được tổ chức bàn biện pháp bảo vệ. Việt Nam đã tham gia diễn đàn hổ Tiger Forum quốc tế để phối hợp với các nước và các tổ chức quốc tế bảo vệ hổ. Cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc săn bắt và buôn bán, sử dụng hổ và các sản phẩm làm từ hổ. Cần tổ chức nhân nuôi sinh sản bán tự nhiên để bảo tồn loài và thả lại vào thiên nhiên khi có điều kiện phù hợp. Về đặc điểm nhận dạng, hổ Đông Dương là một loài mèo lớn, thuộc cỡ lớn nhất trong họ mèo, tuy nhiên chúng vẫn nhỏ hơn hổ Bengal và hổ Siberia. Nền lông của chúng có màu vàng hoặc vàng sáng, phần bụng trắng, mặt và dọc thân có nhiều sọc đen. Hổ Đông Dương được trưởng thành dài khoảng 2,55 đến 2,85 mét, cân nặng khoảng 150 đến 195 kg, chiều dài hộp sọ tối đa khoảng 319 đến 365 mm. Trung bình dài khoảng 2,74 mét và cân nặng khoảng 180 kg, một vài cá thể đặc biệt có thể nặng trên 250 kg. Hổ Đông Dương cái trưởng thành dài khoảng 2,30 đến 2,55 mét, cân nặng từ 100 đến 130 kg, với hộp sọ dài tối đa 275 đến 311 mm. Trung bình dài khoảng 2,44 mét và cân nặng khoảng 115 kg. Tuổi thọ của hổ Đông Dương dao động từ 15 đến 26 năm, tùy thuộc vào các yếu tố như điều kiện sống, cho dù trong môi trường hoang dã hay nuôi nhốt. Sau khi mang thai, khoảng từ 3 đến 4 tháng, hổ Đông Dương cái sẽ sinh con, một lứa khoảng 5 con. Hổ Đông Dương mới sinh nặng khoảng 1 kg. Hổ con sẽ bú sữa mẹ trong 18 tháng đầu, sau đó chuyển qua ăn thịt. Sau 18 tháng, chúng bắt đầu tự săn mồi. Về môi trường sinh sống, hổ Đông Dương có thể sống được trong môi trường rừng, đồng cỏ, núi và đồi. Tuy nhiên, môi trường sống ưu thích của chúng là rừng, như rừng mưa nhiệt đới, rừng thường xanh, rừng rụng lá, rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới. Hổ Đông Dương được phân bố ở Myanmar, Thái Lan và Lào. Ở Việt Nam kể từ năm 1997, người ta đã không còn ghi nhận được cá thể hổ Đông Dương nào tồn tại trong môi trường hoang dã. Trong điều kiện nuôi nhốt, vườn quốc gia Pumat ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An hiện có 17 cá thể hổ Đông Dương. Về tập tính, hổ Đông Dương là loài sống đơn độc và ẩn dật trong các khu rừng với địa hình đồi núi, phần lớn trong số đó nằm dọc theo biên giới giữa các quốc gia. Lối vào các khu vực này thường xuyên bị hạn chế cũng như ít nhà sinh vật học được cho phép vào để nghiên cứu thực địa. Vì lý do này, người ta biết tương đối ít về tình trạng, tập tính, hành vi của hổ Đông Dương trong tự nhiên. Hổ Đông Dương rất khỏe, chúng chủ yếu săn các loài động vật móng vuốt hoang dã cỡ vừa và lớn, như nai, lợn rừng, sơn dương, các loài trâu, bò. Tuy nhiên, ngày nay con mồi của hổ Đông Dương dần cạn kiệt nghiêm trọng do săn bắn bất hợp pháp. Điều này dẫn đến hội chứng rừng trống, tức là những khu rừng được trồng lại nguyên vẹn như trước, nhưng phần lớn nhiều loài động vật đã không còn sinh sống ở đó nữa. Một số con mồi của hổ Đông Dương, chẳng hạn như bò xám và hươu trong bờ, đã tuyệt chủng. Một số con mồi khác như nai, cà tông, hươu vàng và trâu nước chỉ còn xuất hiện trong một vài quần thể di cư. Trong môi trường sống như vậy, hổ Đông Dương buộc phải săn những con mồi nhỏ hơn, chẳng hạn như mang, nhím, khỉ macaca và lửng lợn. Những con mồi nhỏ như thế chỉ đủ để đáp ứng các yêu cầu năng lượng cơ bản của chúng, chứ không đủ để giúp chúng có thể sinh sản tốt. Yếu tố này, cùng với nạn săn bắt trái phép để phục vụ cho y học cổ truyền Trung Quốc, là những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng của hổ Đông Dương. Về sinh sản, hổ Đông Dương giao phối quanh năm, nhưng thường xuyên nhất trong khoảng tháng 11 đến đầu tháng 4. Sau một thời gian mang thai 3,5 tháng, khoảng 103 ngày, một con hổ cái có khả năng sinh khoảng từ 3 đến 7 hổ con. Tuy nhiên, trung bình một con cái sẽ chỉ sinh 3 con. Đàn hổ con được sinh ra với đôi mắt và tai còn đóng, cho đến khi chúng bắt đầu mở và hoạt động chỉ vài ngày sau đó.
Trong năm đầu tiên của cuộc đời, tỷ lệ tử vong của hổ con là 35% và 73% những trường hợp tử vong ở hổ mới sinh là toàn bộ lứa đẻ. Tỷ lệ tử vong ở hổ mới sinh thường là kết quả của cháy rừng, lũ lụt hoặc bị giết bởi những con hổ trưởng thành khác. Sau 18 đến 28 tháng, đàn hổ con sẽ tách khỏi mẹ và bắt đầu tự đi săn và sống một mình. Hổ đông dương cái đạt đến tuổi sinh sản sau khoảng 3,5 năm, trong khi con đực mất đến 5 năm để đạt đến sự trưởng thành về sinh dục. Do số lượng suy giảm của chúng, hổ đông dương được biết là giao phối cận huyết, giao phối với các thành viên gia đình ngay lập tức. Việc giao phối cận huyết trong phân loài này đã dẫn đến các gen bị suy yếu, làm giảm số lượng tinh trùng, vô sinh và trong một số trường hợp bị dị tật như hở hàm ếch, nheo mắt, mắt chéo. Tình trạng hiện nay của hổ đông dương. Người ta ước tính quần thể hổ đông dương có khoảng 1.227 đến 1.785 con, nhưng có lẽ nằm ở nửa dưới của khoảng này. Quần thể lớn nhất có tại Malaysia, là nơi mà việc săn bắn trộm đã bị kiểm soát chặt chẽ. Nhưng tất cả các quần thể khác còn lại hiện đang ở tình trạng cực kỳ rủi ro, do bị phân mảnh môi trường sống cũng như do giao phối đồng huyết. Hổ đông dương đã được liệt kê vào dạng loài nguy cấp trong sách đỏ IUCN kể từ năm 2008, khi số lượng bị suy giảm nghiêm trọng và tiếp cận ngưỡng cực kỳ nguy cấp. Quần thể hổ lớn nhất trên bán đảo Đông Dương sống ở Thái Lan, ước tính khoảng 189 đến 252 cá thể. Có 85 cá thể ở Myanmar, và chỉ có khoảng 20 con hổ Đông Dương vẫn còn ở Việt Nam. Nó được coi là đã tuyệt chủng ở Campuchia. Mối đe dọa chính đối với hổ Đông Dương là con người. Con người săn hổ Đông Dương và sử dụng các bộ phận cơ thể của chúng cho trang sức và các loại thuốc đông y khác nhau. Mặc dù việc buôn bán các bộ phận con hổ trên thị trường chợ đen là bất hợp pháp, tuy nhiên, việc này lại cung cấp thu nhập đáng kể cho những kẻ săn trộm và những kẻ nuôi hổ bất hợp pháp. Tại Việt Nam, 3/4 số hổ bị giết đều là nguồn cung cấp một số vị thuốc cho y học cổ truyền như cao hổ cốt. Từ 2005 đến 2010, đã có 105 vụ vi phạm pháp luật về bảo tồn hổ đông dương bị phát hiện, trong đó có một con hổ sống, 17 con hổ đông lạnh, còn lại là da, xương và các bộ phận khác. Gần đây nhất vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu 17 con hổ đông dương, được phát hiện nuôi nhốt trái phép tại hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên 8 trong số 17 con hổ đã chết sau khi được giải cứu. Số còn lại được gửi chăm sóc tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, Nghệ An. Loài hổ đông dương cũng đang phải đối mặt với tình trạng mất môi trường sống, do con người lấn chiếm môi trường sống tự nhiên của chúng để trồng trọt và dựng lên làng mạc. Hiện nay, một số tổ chức và cá nhân đã bắt đầu thực hiện ý tưởng sử dụng hổ, như là con vật có sức hấp dẫn trong du lịch sinh thái. Tại khu vực tỉnh Bình Dương, Việt Nam, tính đến tháng 3 năm 2007, có khoảng 41 con hổ do một số cá nhân, tổ chức nuôi nhốt. Tuy nhiên, giá trị bảo tồn của chúng không cao do khó xác định nguồn gốc và cũng không thể thả chúng trở lại rừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay các bạn hãy ấn thích và chia sẻ video này đến bạn bè nhé. Còn nếu thấy chưa hay các bạn hãy ấn không thích và để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là động lực để mình tiếp tục phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.